Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam văn hóa tử chức không khả thi, vì sao lại như vậy? Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ khi trả lời báo chí nhà nước vào hôm 29 tháng 11 cho rằng văn hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với mọi mặt trong đời sống cũng như trong đảng. Theo ông Dĩnh thì ngoài năng lực chuyên môn về chính trị, tổ chức thì vấn đề văn hóa cũng rất cần quan tâm. Trong đó có cả văn hóa lãnh đạo, lối sống, cách ứng xử của cán bộ, công chức và cả văn hóa tử chức. Trả lời đài FA từ Nha Trang vào hôm 29 tháng 1, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định như sau. Hiện nay, các cơ quan của Đảng và Nhà nước Việt Nam họ rộ lên phong trào xây dựng văn hóa tử chức. Đây là hình ảnh scandal ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với muốn bỏ rát vàng rát muối, không dẫn đến việc tử chức của ông Tô Lâm mà còn khiến cho 800 tờ báo đài trong nước im bặt, không tờ nào dám đưa tin, trong khi hàng trăm tờ báo quốc tế đều đăng tin. Cụm từ văn hóa tử chức cũng hơi lạ lẫm một chút, nó mới xuất hiện trên báo chí Việt Nam vài năm nay. Nhưng theo hiểu thì dùng từ văn hóa cho cụm từ đó nó cũng không thật sự hợp cho lắm. Muốn người có chức có quyền mà tử chức thì mình phải xây dựng làm sao để thứ nhất là họ tự giác, họ nghĩ danh dự của bản thân họ là cao hơn tất cả và lòng tự trọng để khi họ không hoàn thành nhiệm vụ hay bị công chúng chê trách nhiều quá thì họ tự giác xin tử chức. Cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, ý của nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam là hy vọng việc tử chức này là một bước đột phá để họ nâng cao chất lượng đội ngũ quan chức của họ. Nhưng nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng mong muốn đó khó khả thi. Ông phân tích tiếp như sau. Thứ nhất, tại sao quan chức nước ngoài hay tử chức khi dính bê bối hay không hoàn thành nhiệm vụ gì đấy? Vì những nước có đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí, tự do ngôn luận mà quan chức cầm quyền làm không tốt thì ngoài danh dự, nếu họ không tử chức thì sẽ ảnh hưởng đến cả đảng của họ. Khi có sự cạnh tranh thì đảng cầm quyền quan chức bê bối mà không tử chức thì họ sợ dân sẽ không bầu cho đảng đó nữa. Lý do thứ hai, quan chức nước ngoài không có quyền lợi cá nhân như quan chức các xứ sở độc tài như Việt Nam hiện nay. Ví dụ, khi có chức vụ từ xã trở lên huyện, thành phố, chưa nói đến trung ương thì bổng lộc khủng khiếp, chưa nói đến thu nhập đen từ hối lộ. Họ tiếc bổng lộc nên không muốn tử chức, như vụ Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chỉ một lần nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan đã là $1 triệu, hay vụ AVG, ông nào ông nấy đều nhận mấy triệu đô la. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bên phải bị Dương Chí Dũng khai đã hối lộ tướng Phạm Quý Ngọ $1 triệu. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan không bị ảnh hưởng gì bởi vụ hối lộ đó không thể chứng minh. Sau này, ông Dương Chí Dũng bị tử hình, còn tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã chết vì bệnh ung thư gan. Bà Trương Mỹ Lan mà nhà báo Võ Văn Tạo nhắc đến là một nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà đã bị cáo buộc hối lộ khoảng $1 triệu cho thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, để lót tay cho việc chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Còn vụ AVG thì liên quan đến ông Nguyễn Bắc Sơn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ $3.900.000 trong thương vụ tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu AVG do ông Phạm Nhật Vũ, em ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch. Trong vụ này, ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhận từ ông Vũ $200.000. Trở lại với phát biểu của ông Nguyễn Tiến Dĩnh vào hôm 29 tháng 11, ông này còn cho biết có nhiều trường hợp khi đề cập đến việc tử chức, những lãnh đạo vướng vào vi phạm đều nói họ còn phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ do đảng phân công. Điều đó có nghĩa là họ có lý do để tiếp tục duy trì vị trí của mình, không từ bỏ quyền lực sẵn có. Nhìn nhận về vấn đề này, nhà báo Võ Văn Tạo nói tiếp như sau. Tôi không hiểu vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại quy định tuyệt đối chấp hành cấp trên phân công nhiệm vụ. Họ coi chuyện đó quan trọng lắm, nếu anh từ chức là anh chống đối, không chấp hành sự phân công, vân vân.
công tác tổ chức trong Đảng Cộng sản Việt Nam khắt khe trong chuyện đấy lắm, nhưng người ta ngại từ chức. Bây giờ ra quy định số 41 về khi nào thì từ chức, khi nào miễn nhiệm thì tôi cho rằng đó cũng là bước tiến nhưng không lớn. Đây là hình ảnh trong buổi chất vấn giữa Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đại biểu Dương Trung Quốc gợi ý nên từ chức. Tuy nhiên, ông Dũng trả lời ngụ ý là chỉ khi Đảng buộc ông từ chức ông mới làm, chứ ông không tự mình từ chức Thủ tướng bởi ông được Đảng giao phó nhiệm vụ ấy. Vì họ đã ngấm sâu vào máu, bồng lộc không thể bỏ được. Tất nhiên, khi ra quy định nào thì những người vì hoàn cảnh cá nhân hay danh dự mà xin từ chức được cởi một bước, nhưng người này không bị đánh giá là kém ý thức kỷ luật nữa. Vì dưới chế độ này, một người bị đánh giá là kém ý thức kỷ luật thì con cháu cũng khó ngóc đầu lên được. Đấy là những lý do để người ta ngại từ chức và thiếu nền hệ thống giá trị xã hội. Vài năm gần đây, nhiều biệt phủ của các quan chức, cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị báo chí phanh phui, như biệt phủ tại Yên Bái của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Sĩ Quý. Hay biệt phủ Song Sinh của ông Nguyễn Đức Vượng, nguyên là bí thư huyện Duy Tiên, Hà Nam. Và biệt phủ bằng gỗ của ông Khổng Trung, chi cục trưởng, chi cục kiểm lâm Quảng Trị, vân vân. Dư luận đặt câu hỏi, tiền đâu để họ xây biệt phủ đến to lớn như vậy? Hay nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ, quan chức cấp cao có lối sống thiếu gương mẫu, như vụ việc ông vợ ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được xe công ra tận sân bay đón. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh với lá thư xin lỗi nhân dân, xin lỗi lãnh đạo Đảng và đồng nghiệp sau vụ scandal vợ con được đón ngay chân cầu thang máy bay. Đây là trường hợp hy hữu chưa từng có. Tất nhiên cũng không có chuyện từ chức nào xảy ra cả. Vụ sự ông Nguyễn Bá Cảnh, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng với lý do được đưa ra vì ông Cảnh ngoại tình, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Và mới đây nhất là nghi vấn hiếp dâm cấp dưới của một vị bí thư huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về quy định lối sống gương mẫu. Trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phá sản hoàn toàn. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khi trả lời đài FA thì cho rằng các quy định đối với đảng viên thời gian vừa qua thực hiện chưa được thường xuyên và nghiêm túc, cho nên bây giờ có quy định mới để cụ thể hóa vấn đề này. Bởi vì để mỗi cá nhân tự mình soi lại chính bản thân mình xem có những khuyết điểm gì hoặc có những yếu kém sai phạm gì chưa được mà tổ chức hay người ngoài đóng góp ý kiến, thì chính bản thân mình phải kiểm tra và soi xét. Nhà sử học Dương Trung Quốc, nguyên đại biểu Quốc hội, khi trả lời đài FA từ Hà Nội thì cho rằng từ chức nhìn bề ngoài đúng là sự tự nguyện, nhưng bản chất là gần như một sự bắt buộc. Bởi vì, theo ông Dương Trung Quốc, điều quan trọng nhất mà Việt Nam chưa có là thiếu một nền hệ thống giá trị xã hội. Ông Dương Trung Quốc nêu lại chuyện các vị quan ngày xưa tính liêm sỉ rất lớn, chỉ vì những lý do gia đình hay sự gánh vác, người ta lượng sức mình và sẽ từ chức. Việc này dựa trên một nền tảng giáo dục xưa, ông nói tiếp. Nói cách khác, chính cái sức ép của xã hội, sức ép của các giá trị ấy mà người ta chấp nhận từ chức. Đây là hình ảnh ông bí thư huyện Cô Tô hiếp dâm nữ đồng nghiệp sau tiệc rượu đang có nguy cơ bị khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên, chưa thấy có tin khởi tố vụ án, mặc dù hiếp dâm là một tội hình sự. Ai cũng biết từ chức là từ bỏ quyền lực, từ bỏ cả lợi ích nữa. Nhưng họ lựa chọn giữa hai giá trị ấy trong mặt bằng giá trị xã hội thì họ thấy việc từ chức vẫn hơn. Và hành vi từ chức ấy cũng có một giá trị xã hội để người ta chia sẻ, thậm chí người ta tôn trọng. Nhưng rõ ràng điều đó không đúng trong một xã hội hiện đại. Ông Dương Trung Quốc đã nói thêm, ở những quốc gia khác từ chức là một tập quán vì cũng phải chịu sức ép của xã hội rất lớn. Thậm chí người trong cuộc có muốn tồn tại cũng không được vì sẽ có những cơ chế khác buộc phải từ chức. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đôi khi muốn từ chức cũng không được. Ông nói, các quan chức thì gắn liền với quyền lực và lợi ích, mà lợi ích không phải của cá nhân, đôi khi cái mà chúng ta gọi là lợi ích nhóm, lợi ích của một nhóm người. Và khi anh muốn từ chức cũng không từ chức nổi nữa, vì nó ràng buộc lẫn nhau. Vì thế tôi cho rằng điều quan trọng hiện nay
là cần tìm ra được một giá trị xã hội, và cái giá trị xã hội thông qua dư luận xã hội, giáo dục xã hội. Theo ông Dương Trung Quốc, quan trọng nhất là ý thức của những vị quan chức của Việt Nam. Họ phải quan tâm đến dư luận xã hội. Nói cách khác, theo ông Dương Trung Quốc, đó là chuẩn mực về nghiêm chỉnh cần có trong mỗi con người, nhất là những quan chức càng cao cấp, càng cần phải có chuẩn mực đó. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 30 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an giật tóc ép cung trẻ vị thành niên. Viện Kiểm sát nói chỉ là biện pháp nghiệp vụ. Cơ quan điều tra huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có dấu hiệu ép cung và vi phạm nghiêm trọng tố tụng đối với ba trẻ vị thành niên bị quy kết tội cướp tài sản. Một cháu bị bắt giam vì tờ khai viết ra trong lúc bị nắm tóc giật, khai sai một ý là tát một cái và đe dọa bắt cả cha khi cháu yêu cầu được có mặt cha khi bị buộc lấy lời khai. Quá trình hỏi cung đều không có mặt người giám hộ, tức là cha hoặc mẹ là yêu cầu bắt buộc theo luật đối với trẻ vị thành niên. Không những thế, điều tra viên còn không cho ăn, chỉ cho uống nước và lấy cung vào ban đêm. Kết thúc hỏi cung lúc 24 giờ khuya. Đây là hình ảnh 3 trên 4 bị cáo là trẻ vị thành niên tại phiên tòa huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11. Phỉ báng pháp luật và trưng cháo hơn nữa khi chính vị đại diện Viện Kiểm sát lý giật sự rằng việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Dường như trong tư duy của viện đại diện Viện Kiểm sát không hề có khái niệm ép cung là gì. Tòa cũng im lặng, không có ý kiến, mặc dù 3 trên 4 bị cáo đều là trẻ vị thành niên, cần được áp dụng thủ tục đặc biệt khác với người trưởng thành. Sở dĩ luật hình sự quy định những thủ tục thuộc độc đặc biệt đối với người chưa thành niên là vì mức độ phát triển tâm sinh lý chưa được hoàn thiện, cho nên việc áp dụng những biện pháp hỏi cung hay tạm giam đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt và việc có mặt của người giám hộ là bắt buộc theo điều 421 Bộ luật tố tụng hình sự. Vào ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân, Vĩnh Long đã đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử. Bị cáo gồm Nguyễn Chí Hải, 19 tuổi, Nguyễn Minh Khang, Trần Thành Dinh cùng 15 tuổi và Nguyễn Hữu Thân, 17 tuổi, cùng sống tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, Hải và Nhân bị khởi tố bắt giam, Khang và Dinh bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hải và Nhân không thể tự đứng, cần đến sự hỗ trợ của các cán bộ công an. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021 đến 20 tháng 4 năm 2021, Hải và đồng phạm đã đe dọa thực hiện 6 lần cướp tài sản của em P, 12 tuổi, với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trong đó có một lần bị hại E tự mang tiền đến tận nhà cho nhóm bị cáo. Tại phần xét hỏi, bị cáo Khang, Dinh và Hải thừa nhận có chặn đường đe dọa để lấy tổng cộng 14 triệu đồng của em E. Tuy nhiên, Nhân liên tục nói không biết hành vi của các bị cáo khác và kêu oan. Đây là theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ tại phiên tòa. Bị cáo Nhân khẳng định mình bị đe dọa trong quá trình viết bản tường trình nhận tội vào ngày 29 tháng 4 và không có cha mẹ đi cùng. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, tại tòa không thể đứng, phải được dìu đi sau 6 tháng bị giam giữ. Bị cáo Khang, Dinh cũng khai tận mắt thấy trưởng công an xã Tân Lược, huyện Bình Tân nắm tóc Nhân giật ngược ra phía sau lúc mở lên viết tường trình. Ngoài ra, bị cáo Nhân, Hải còn khai có thời điểm bị điều tra viên ghi lời khai vào ban đêm và kết thúc hỏi cung lúc 24 giờ khuya nhưng không có cha mẹ hay luật sư. Có lúc bị cáo chỉ làm việc với điều tra viên, anh này bắt khai theo ý, khai sai ý sẽ bị tát một cái. Bị cáo Hải khai tại tòa như vậy. Tại phiên tranh luận, luật sư của bị cáo Nhân đề nghị tòa làm rõ 120 điểm bất thường trong kết luận điều tra cũng như việc lấy lời khai bị cáo khi không có người giám hộ. Luật sư cũng hỏi cháu bé bị hại lớp 6 với bản tường trình tố cáo do cháu ký, nhưng cháu khai cháu không viết, mẹ cháu cũng không viết mà chính công an viết bảo cháu ký vào. Khi có sự tham gia của luật sư bảo chữa, điều tra viên và kiểm sát viên thì bị cáo Nhân kêu oan, nói bị ép cung, đe dọa. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử làm rõ bản tường trình của một người bị hại tên là E là do điều tra viên tự viết ra rồi đưa cho bị hại ký, làm rõ trong hồ sơ vụ án có sửa chữa ngày tháng nhưng không ai ký tên.
Do đó, luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc mời lấy lời khai bị cáo như trên là đúng, không trái luật. Do thời điểm đó, dịch bệnh phức tạp, lực lượng công an phải xử lý tố giác tội phạm nên không thể chờ. Còn việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Đại diện Viện Kiểm sát đã nói như vậy. Đây là hình ảnh bản tự khai nhận tội của Nguyễn Hữu Nhân khi ấy bị nắm tóc giật ngược ra phía sau, có sự chứng kiến của hai bị cáo Khang và Dình. Trong khi luật sư cho rằng tại luật hình sự ai cũng biết rằng lấy lời khai trong lúc bị cưỡng bức, bị đe dọa đều không có giá trị nói lên sự thật. Nhưng cơ quan điều tra vẫn căn cứ vào đó để khởi tố bắt giam Nguyễn Hữu Nhân, một trẻ vị thành niên. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Ngọc Luân, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, kể lại câu chuyện như sau. Cách đây khoảng 6 tháng, công an của một huyện tại vùng quê nghèo tỉnh Vĩnh Long khởi tố bắt giam 4 người. Một người trên 18 tuổi, hai người dưới 16 tuổi và em còn lại 17 tuổi là Nguyễn Hữu Nhân vì cho rằng lấy tiền của một em học sinh. Trước khi bắt, công an xã đã lấy lời khai của ba người khác nhưng không cho Nhân biết. Vào một buổi sáng, công an xã vào nhà lúc ấy Nhân đang đi học, bảo Nhân ra xã có chút chuyện. Chuyện gì thì họ không nói. Lúc này, gia đình bảo Nhân đi học nên khoảng hơn 11 giờ, công an vào lại nhà và đưa em đi cùng. Gần 1 giờ, gia đình không thấy em về nên xã tìm và muốn gặp con thì không được vào. Hơn 4 giờ chiều, Nhân được thả ra trong tinh thần hoảng loạn và cháu kêu là công an bắt viết tường trình, nhận tội từ lúc ra cho đến lúc được thả. Khi Nhân kể mình không biết gì đến lúc công an bảo em viết, em nói có biết gì đâu mà viết, và thế là bị túm tóc đe dọa, sẽ bắt giam, không cho đi học. Em muốn được gặp ba mẹ thì công an nói bắt cả ba luôn. Cuối cùng em được hướng dẫn viết bản tường trình nhận tội. Dù vậy, Nhân về vẫn tự tin kể lại với gia đình mình không làm gì nên không sợ, dù cũng lo lắng. Lời em khai rõ ràng, rành mạch trước mặt Viện Kiểm sát và luật sư như vậy. Đây là hình ảnh Nguyễn Hữu Nhân khóc kêu oan tại tòa. Lập tức ngày hôm sau, công an khởi tố Nhân và bắt giam, căn cứ vào bản tường trình nhận tội. Dù theo luật quy định muốn bắt giam nghi can dưới 18 tuổi chỉ được áp dụng khi em ấy bỏ trốn hoặc đã áp dụng biện pháp ngăn chặn khác v.v. Vì người dưới 18 tuổi là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ do tâm lý chưa ổn định, có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này. Cách đây gần 5 tháng, lần đầu tiên tôi vào trại giam gặp Nhân, em còn thoải mái nhưng hôm qua khủng hoảng, gầy đi, em kể mình không thể đi lại được vì tiền sử bệnh sốt xuất huyết bại liệt. Người cùng phòng giam vì thương nên đêm em không ngủ được là dậy bóp chân giúp. 5 tháng qua em cũng không được ra ngoài phơi nắng. Nói chung là tinh thần cháu rất hoảng loạn trước sự chứng kiến của Viện Kiểm sát, luật sư và người cha của mình. Quá trình lấy lời khai, Nhân liên tục kêu oan và khẳng định mình không biết gì rồi bật khóc. Hiện hai em dưới 16 tuổi nhận tội được cho tại ngoại, riêng cháu Nhân vì kêu oan nên vẫn đang bị tạm giam. Nhân kể ra công an xã khi bảo viết tường trình nhưng do không biết nội dung gì nên không thể viết được. Sau đó công an xã kêu hai người khác vào kể sự việc để em ấy nghe viết lại. Viết vừa xong thì điều tra viên công an huyện xuất hiện và lấy lời khai ngay. Đây là kiểu mớm cung rất tinh vi. Đặc biệt dù dưới 18 tuổi nhưng làm việc từ trưa cho đến 4 giờ chiều, không được ăn, chỉ uống nước. Đây là hình ảnh toàn cảnh phiên tòa tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11. Công an xã thừa nhận có việc viết bản tường trình tất cả 4 lần, đến 2 giờ mới cho ăn bánh bao, thừa nhận không gọi người đại diện tham gia, thừa nhận chỉ mời bằng miệng, không có thư mời, nhưng không thừa nhận đe dọa, mớm cung. Ngay lập tức sau đó lệnh bắt ban hành cấp tốc, dù theo quy định của pháp luật bị can dưới 18 tuổi không được áp dụng biện pháp tạm giam, trừ trường hợp đặc biệt. Các luật sư liên tục khiếu nại, kiến nghị lên ban nội chính, chánh oán tòa án tỉnh Vĩnh Long, viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Vĩnh Long, nhưng mọi thứ im lặng. Các luật sư nhắn tin trực tiếp cho chánh án cũng im lặng luôn. Hậu quả là cháu không thể tự đi và có dấu hiệu bị teo chân vì bị giam quá lâu và tiền sử hồi nhỏ bị sốt xuất huyết phải đi các bệnh viện để cấp cứu. Gần 7 tháng, một đứa trẻ đang học lớp 11 sút mấy cân, tâm lý hoảng loạn. Em kể đêm nằm không ngủ được, bạn cùng phòng thương nên xoa bóp chân, đi vệ sinh thì phải có người dìu. Còn người mẹ vì quá đau đớn và chấn động tâm lý nên đã bỏ nhà đi lang thang. Một đứa trẻ đang sống bình yên, học lớp 11
mang bao nhiêu ước mơ giờ đây đang đối diện với sự oan nghiệt, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Luật sư Lê Ngọc Luân đã nêu ra nhận định của mình như vậy.